ngày 12 tháng 7 năm 1946, với chiến công đặc biệt xuất sắc đập tan âm mưu của Quốc dân Đảng câu kết với quân đội Pháp nhằm lật đổ chính phủ cách mạng non trẻ, đã trở thành mốc son lịch sử vẻ vang, ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam anh hùng. 76 năm qua, cùng lực lượng an ninh cả nước, lực lượng an ninh Bắc Ninh không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong những năm đầu cách mạng và cuộc kháng chiến chống Pháp, lực lượng an ninh đã làm tốt công tác bảo vệ an toàn các cơ quan của Đảng, chính quyền các cấp trong điều kiện thường xuyên bị thực dân Pháp và tay sai tìm đủ mọi cách chống phá. Đồng thời đấu tranh trấn áp phản cách mạng, phá tề, trừ gian, triệt phá nhiều tổ chức gián điệp, nhen nhóm chính trị phản động. Khi đế quốc Mỹ tổ chức chiến tranh phá hoại miền Bắc, lực lượng an ninh đã chủ động xây dựng và tổ chức phương án bảo vệ an toàn các cơ quan đảng, chính quyền, đấu tranh loại trừ các cơ sở xã hội có thể bị địch lợi dụng, tổ chức bắt giữ nhiều toán gián điệp biệt kích. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh đối với hậu phương lớn, nhiều cán bộ an ninh tình nguyện xung phong chi viện cho an ninh miền Nam cùng chia lửa với tiền tuyến lớn và đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng an ninh tiếp tục dựa vào dân, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đặc biệt với những chiến công xuất sắc trong giai đoạn này và trước đó, phòng chống gián điệp và chống phản động đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 9, tỉnh Hà Bắc được chia thành hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Công an tỉnh Bắc Ninh được tái lập và hoạt động theo đơn vị hành chính mới từ ngày 1 tháng 1 năm 1997, gồm 21 phòng ban và 6 huyện thị. Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh được bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của công an tỉnh Bắc Ninh. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, lực lượng an ninh công an tỉnh luôn vững vàng, kiên định, bám sát chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, mặt trận tổ quốc, các ngành, các cấp, các đoàn thể và quần chúng nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác, góp phần giữ vững an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng an ninh công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, xây dựng và thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn, như các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, nhà nước tại Bắc Ninh, nhất là các hoạt động SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn. Điển hình, lực lượng an ninh công an tỉnh tích cực chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động SEA Games 31 tại địa phương. Trọng tâm là xây dựng triển khai thực hiện nghiêm túc 6 phương án tổng thể, huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo vệ SEA Games 31, chủ động tham mưu ban tổ chức các giải pháp thực hiện cơ chế phối hợp, hiệp đồng thống nhất giữa các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đồng thời góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam cũng như quảng bá hình ảnh của địa phương. Kết quả trong suốt thời gian tổ chức SEA Games 31, tình hình an ninh trật tự ổn định, không phát sinh vấn đề phức tạp, qua đó để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng bạn bè quốc tế. Tôi đến đây vào ngày 13 tháng 5. Tôi thấy an ninh rất chặt chẽ, có rất nhiều cảnh sát dẫn đường đến địa điểm chúng tôi thi và luyện tập. Tôi cảm thấy an toàn khi ở đây. Việt Nam là một đất nước rất an toàn và tốt đẹp để ở sinh sống. Người dân ở đây rất thân thiện và đây thực sự là một trải nghiệm rất tốt cho chúng tôi. Triển khai đồng bộ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự các lễ trọng, hoạt động tôn giáo diễn ra trên địa bàn, không để xảy ra vấn đề phức tạp, xây dựng và triển khai kế hoạch số 91 về đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Công tác đảm bảo an ninh nông thôn được tập trung chỉ đạo, tham mưu giải quyết hiệu quả, đã chủ động rà soát, tham mưu giải quyết cơ bản ổn định các điểm có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phòng chống phản động khủng bố, không để xảy ra bạo loạn khủng bố, phá hoại, hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2022 theo kế hoạch và tổ chức hội nghị tuyên truyền luật phòng chống khủng bố đối với khối ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ diễn tập phòng chống khủng bố khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh năm 2022.
tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, thể dục, thể thao lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm, làm việc tại địa phương. Đặc biệt đã chủ động thực hiện các kế hoạch, biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á diễn ra tại hai thành phố trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo hiệu quả công tác bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, tích cực đẩy mạnh thực hiện đề án 05 của Bộ Công an về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và các kế hoạch của Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời tăng cường kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thường xuyên nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong việc kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Chủ động triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nắm chắc tình hình trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tình hình an ninh công nhân, tham mưu triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, không để xảy ra đình công, lãn công gây mất an ninh trật tự. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chủ động nắm tình hình, rà soát, đấu tranh các loại đối tượng có biểu hiện hoạt động trên không gian mạng liên quan đến trật tự an toàn xã hội, các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, kêu gọi đầu tư kinh doanh đa cấp, v.v. Kết quả đã phát hiện và xử lý 11 vụ việc liên quan. Điển hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phá chuyên án đấu tranh với đối tượng môi giới mại dâm trên không gian mạng dưới hình thức Sugar Daddy, Sugar Baby, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 7,3 tỷ đồng qua việc đăng tải trên Facebook các bài giao bán máy xúc giá cả cạnh tranh từ Lào về Việt Nam. Khi người dân thực hiện các hoạt động mua bán trên không gian mạng thì cần phải tìm hiểu kỹ các nguồn gốc mà mình giao dịch. Ví dụ giờ mua bán trên mạng Zalo, Facebook thì phải tìm hiểu kỹ các địa chỉ của người cung cấp. Thứ hai là người dân tránh đưa lên thông tin cá nhân lên trên không gian mạng như là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số điện thoại thì các đối tượng sẽ lợi dụng cái hình ảnh cá nhân của người dân để tiến hành các hoạt động lừa đảo. Thứ ba là khi mà có những hành có phát hiện các tình huống nghi vấn thì cần liên hệ luôn với các cơ quan công an để có sự hướng dẫn đấu tranh xử lý kịp thời. Triển khai các biện pháp quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài trong bối cảnh phục hồi phát triển kinh tế xã hội, nắm tình hình quản lý gần 30.000 lượt người nước ngoài khai báo tạm trú tại địa phương, tích cực triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phát hiện xử lý 8 vụ 14 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, tăng cường công tác quản lý cư trú người nước ngoài trên địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc liên quan người nước ngoài tại địa bàn, tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh đối với hai khách sạn là nơi lưu trú của các đoàn vận động viên, trọng tài, quan chức thể thao quốc tế đến tham dự SEA Games 31 tại địa phương. Đặc biệt, tập trung cao độ việc tiếp nhận giải quyết cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới, đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước để đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, đồng thời cũng giảm khối lượng công việc cho lực lượng công an tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Thì từ ngày 1 tháng 7 thì cái lượng công dân mà lên làm hộ chiếu là rất đông. Thế thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh thì tập thể lãnh đạo cấp ủy phòng quản lý xuất nhập cảnh đã họp và triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ của đơn vị huy động tối đa lực lượng cũng như là các cái phương tiện điều kiện kỹ thuật cũng như các phương tiện cơ sở vật chất để phục vụ bà con. Thì lượng công do cái lượng người đến làm hộ chiếu rất đông thì anh em sẽ phải là tranh thủ tối đa thời gian để tiếp nhận các cái hồ sơ khi mà công dân đến làm hộ chiếu và sẽ bố trí làm thêm ngoài giờ vào buổi tối hoặc là làm thêm giờ quá giờ hành chính để xử lý các cái công văn cũng như là các cái hồ sơ để phục đảm bảo gửi ra ngoài Cục Quản lý Xuất Cảnh để đáp ứng được cái yêu cầu tiến độ là sau 8 ngày là trả công dân kết quả. Công tác điều tra của lực lượng an ninh đảm bảo yêu cầu pháp luật, chính trị và nghiệp vụ, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra các vụ việc, vụ án do cơ quan an ninh điều tra thụ lý. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ đảm bảo tuyệt đối bí mật, phục vụ kịp thời hiệu quả công tác nắm tình hình, đấu tranh, phòng chống tội phạm, đã phối hợp thực hiện hàng nghìn lượt yêu cầu, bố trí lực lượng, phương tiện, tập trung phối hợp phát hiện những tin tức, tài liệu có giá trị liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, qua đó góp phần quan trọng trong công tác nắm tình hình, điều tra của các đơn vị nghiệp vụ.
Trong từng giai đoạn cách mạng, Công an Bắc Ninh luôn coi trọng công tác xây dựng lực lượng an ninh đoàn kết, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, có phẩm chất đạo đức, có ý thức kỷ luật, tận tụy với công việc, liên hệ mật thiết với nhân dân, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng trụ sở, trang bị phương tiện phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu. Những thành tích, chiến công vẻ vang của lực lượng an ninh Công an Bắc Ninh qua các thời kỳ cách mạng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, vinh dự và tự hào, một đơn vị được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng trăm huân chương, huy chương các loại đã được trao cho các tập thể và cá nhân. Đây là động lực để lực lượng an ninh Công an Bắc Ninh tiếp tục cống hiến, viết tiếp những chiến công thầm lặng trên trận tuyến, đảm bảo an ninh quốc gia vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Công tác an ninh là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng cơ bản của lực lượng công an. Thế và giữ vững ổn định chính trị, phục vụ cho cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương là chức năng, là trách nhiệm của lực lượng công an. Thế và quán triệt cái chủ trương, cái tinh thần đó, thì cái quan điểm đó thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình, phân tích đánh giá rõ về tình hình, dự báo được tình hình thì kịp thời đề ra cái chủ trương, cái biện pháp, các cái giải pháp cũng như là phân công lực lượng đảm nhận để giải quyết ổn định tình hình ở trên địa bàn, nhất là những cái vụ việc có thể phức tạp nảy sinh. Cái vấn đề thứ hai nữa là nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương trong cái thực thi nhiệm vụ của mình. Cái vấn đề thứ ba là tập trung thực hiện cũng như là giải quyết có hiệu quả mọi cái chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã giao cho Công an các đơn vị địa phương từ đầu năm đến nay. Thế thì có thể nói rằng là với cái tinh thần đó thì tôi tin tưởng rằng Công an các đơn vị địa phương sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình, luôn luôn đóng cái vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuyệt đối không để đột xuất bất ngờ, không để bị động bất ngờ. Thế và tập trung giải quyết có hiệu quả những cái vụ việc phức tạp có thể nảy sinh. Nhiệm vụ phía trước còn hết sức nặng nề, lực lượng an ninh Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa, chủ động tấn công, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.